Alo, Như Quỳnh mến chào cả nhà. Hôm nay em Quỳnh lên ha, cái mai đại lộc cực đẹp nha cả nhà. Đây, hoa của đại lộc nè cả nhà. Rất là đẹp luôn, nhiều cánh ha. Và nó cũng khá là to luôn nha. Đó. Rồi, bữa nay là có được hai cái bông và hai cái em nụ. Nên là Quỳnh qua cho cả nhà mình xem ha. Thì đây là một cây đại lộc nè. Nó có cái gốc bứng hình con thú á cả nhà. Và được ghép 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cái mắt bơ. Bây giờ 7 cái mắt bơ nó tạo thành một cái tàn như thế này nè cả nhà. Rất là đẹp luôn. Thì thứ nhất á, là em nhìn thấy cái tàn của nó cũng đang rất là ok cả nhà. Cái chi tay của nó ha, nói chung là nó đang nằm một cái thế này rất là đẹp luôn. Rồi, thông số nha cả nhà. Thông số đây, hoành là 19, cao là 70 và ngang là 60. Hoành á, hoành gốc nha cả nhà. Đây em đo từ cái mắt cái vị trí cho cả nhà mình xem nha. Một cái con thú á cả nhà. Và cái độ liền cốt của nó rất là ok rồi nha cả nhà. Đó. Nó kéo nhựa ra cái mặt rồi nha. Đây. Cái độ liền cốt là nó rất là khéo nha cả nhà. Chọt của nó là cỡ ngón áp út em mình nha. Cái chọt của nó nha cả nhà. Và cây này nó có một cái thế nằm như thế này đây. Con thú đang nằm nha cả nhà. Rồi tay cành chi cành nè, cái hướng nó rất là đẹp luôn. Cái này mình về cứ để như vậy ha, là mình chăm cũng dễ lắm nha cả nhà. Và mình cũng không cần phải cắt tỉa gì nữa cả. Nếu như chúng ta đang còn một ít bo để ghép, có thể bắt cắt tỉa ngay chỗ cái cành mảnh tẻ chỗ này nha cả nhà. Cành nhánh tẻ đó. Hoặc là mấy cái chỗ này, cái chỗ nào mà chúng ta lấy bo được lấy ha. Nhưng mà lấy nó vẫn không ảnh hưởng tới cái tàn. Rồi thì chúng ta hãy lấy. Và nói chung là nó cũng đang từ từ hoàn thiện kính tàn á cả nhà. Rồi cây này cây số 1 nha. Cây số 1 mình con thú có 4 cái bông đây. Có nghe 2 cái bông và 2 cái nụ. Cây này á, là 4 triệu. 4 triệu mình sẽ bao phí ship cho cả nhà mình nha. Cây đại lộc nha cả nhà. Đại lộc rất là đẹp luôn. Đây cành nè. Cái này mình chuẩn bị mình có nghĩa là ở nhà thì cả nhà mình có thể chuẩn bị cho em mình là 1 gan, 2 gan. Cái chậu khoảng cỡ 3 gan, 3 gan tay mình nha cả nhà. Thì cái chậu như vậy á, hoặc là cái chậu vuông cũng được nha. Chuẩn bị cái chậu như vậy để về mình thay cây. Đây, em cho cả nhà mình xem một lần nữa nha. Đây con thú đang nằm. Rồi, em mình sẽ nhắc lại nha. 4 triệu mình sẽ bao phí ship cho cả nhà mình luôn. Và nó có hoành là 19, cao 70 và ngang là 60. Hoa đại lộc rất là đẹp cả nhà. Hoa đại lộc rất là đẹp luôn. Đây. Chiều cao của nó là 70 nha cả nhà. Rồi, bây giờ em lên một cây tiếp nữa nha. Cây số 2. Cây số 2 rất là đẹp luôn cả nhà. Cây số 2 thì cái chiều cao nó 55 thôi. Ngang 50 mà hoành nó tới 20. Và nó như thế này đây cả nhà. Hoành khá là to luôn. Cái ức của nó mập ghê chưa. Và đặc biệt có một bông luôn cả nhà. Đây. Wow. Cái bông hoa này rất là nhiều cánh luôn. Đại lộc khá là nhiều cánh luôn. Đa số những cái cây mặt hoa này đó, để có một em nụ nè cả nhà. Nó cũng ít có cái dụng bị đốc nha cả nhà. Cái này được ghép là 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mắt bo luôn. Cũng một cái gốc bứng nha. Và gốc bứng này khá là lực luôn á cả nhà. Một con thú và khá là lực luôn. Rồi cả nhà mình cũng chuẩn bị cho em mình chậu ở nhà là 3 gang tay mình nha. Đây. Nó có một cái thế bay á cả nhà.
cái này mình về mình để cho chậu vuông vuông chắc đẹp lắm. Chậu hình chữ nhật chứ. Rất là đẹp. Và đặc biệt nó đang có một bông hoa luôn á chứ. Hoa mà hoa nó to và bự luôn nè. Và rồi thì đây là cây đại lộc số 2 nha. Ai thích cây đại lộc này alo cho em nha cả nhà. Đây cái đuôi của nó nè. Đó. Nó có nhiều cái chân như thế này nè. Cái này cái đuôi. Ở đây là cái chân. Nó kín tàn nha cả nhà. Kính tàn, nó đang hoàn thiện kính tàn luôn á. Cái nhà thấy là đây. À. Rồi, cây này cũng 4 triệu luôn nha. 4 triệu thì em mình sẽ bao phí ship cho cả nhà mình nha. 4 triệu. Đẹp quá. Đây cả nhà xem nó liền cốt nè. Nó tràn nhựa ra cái gốc rồi ha. Cây này về chúng ta để trên bàn làm ở trên bàn á, rất là đẹp luôn á.